chú Phương vừa tới. Nãy. Nãy giờ, chị Ngân. Trời ơi, chị lên tiếng. Chị không phải chị Ngân. Chị Ngân. Chị không có phải chị Ngân. Em biết vậy chân luôn. Tại tới giọng nói. Không phải. Chị Ngân này, chị Ngân sẽ giỡn hoài. Ê, Ngân ngồi chơi. Trời ơi, bữa nay sao nhìn nó khác vậy trời. Sao bữa nay nhìn có vẻ linh ký hả ta? À, ăn mang uống hơi nhiều. Bữa nay nhìn mập lên nha. Hãy giúp Phương Diệu có khen em vẽ luôn, vẽ vẽ chị á. Vẽ hả? Chứ chị em ưu ái vẽ chứ ở ngoài. Khen vẽ chị mà lại cho chú Phương Diệu coi trước hả? À, đúng rồi, chú Phương Diệu đó chân mày chị là có điêu khắc á, người ta điêu khắc lên. Thiệt luôn hả? Dạ, xin chào cô chú anh chị. Dạ, lúc nãy vô tính hù nó em nó mà em nó hù mình chứ. Em tưởng chị Nhung. Không nói là đố mà biết được chị Ngân luôn á. Nhìn mắt không nhận ra hả? Không, em nhìn giống chị Nhung. Giống chị Nhung hả? Dạ, lâu lắm mới quay trở lại thăm Thận đây cô chú anh chị. Đây, hôm nay tại có công việc tiện đường đi qua nên chị ghé thăm luôn. Ủa vậy là chú Khương vừa mới đi luôn hả? À, chú Khương mới đi. Chú hay. Đi xuống dưới Long An để mà thăm cái bạn nữ gì mà bị cũng bị bệnh đúng không? À vậy hả? Vậy là chú ghé đây rồi chú mới đi hả? À. Vậy là chú đi Long An rồi. Nãy chú dụ em đi mà nay nó thấy xa quá. Thôi sai đi mệt. Hồi nay chào cô chú anh chị trên kênh của chị Ngân đi. Tại chú anh chị Ngân nghe. Lâu lắm rồi ha, chắc là từ trước Tết đến giờ ha. Yeah. Trước Tết đến giờ mới gặp lại Thận đây, vô thăm nhà cửa nay xem tình hình ăn uống sao. Người ta năm bảy cô dâu, còn ăn kiếm một cô dâu kiếm hoài. Cô dâu thì của riêng ai chứ đâu có phải của ăn bao giờ. Câu này mới viết đó hả? Mới hơi lâu mà sao bữa nay chị mới thấy. Nó mới tô lại nhìn nó nổi lên nè. Phải không? Tại chị lâu không quay với chị xíu đi để chị cởi cái áo ra. Nóng quá bà con cô bác còn con đang mặc áo trong nắng để hù em nó. Đang tính vô hù. Lúc nãy chị vô được một lúc rồi. Chị đã vô đây được một lúc rồi. Chị thấy em nằm coi đó kìa. Cái chị mà kêu chết trời xe vô. Tính ra nghe tiếng xe nó cũng rõ vậy mà không thấy nó đi ra gì. Chờ nó đang tính vô hù. Thấy lọ mọ đi ra. Nè cầm cái cam quay chị coi nào. Cắm trên đất vậy. Nay cho Thận làm camera. Cho Thận làm camera man nha. Để tạm đây đã. Đi coi nhà cửa hôm nay sao. Nóng quá nhỉ. Dạ. Nóng quá. Nay vẫn bữa nay như mới treo lại chăn cái gì ấy. Dạ. Trời ơi, đây giới thiệu mà con có bác không được nha, bữa sau đẩy lên em quay. Mọi người thông cảm, Thận đang quay cho em. Bữa sau cái này là của chị là phải cho chị coi trước nha. Dạ. Ủa nhưng mà chị nhớ của chị là chụp hoa ấy mà bữa nay nó thành giống hoa đào vậy. Thì nên đổi màu á. Đổi màu hả? Ôi. Đây bà con cô bác đây. một bức hình mà Thận vẽ tặng cho em. Đấy, cái này là hình bữa đi chuyến đi chơi Mộc Châu ở ngoài Bắc năm mới cũng cách đây hơn tháng. Đấy. Tại vì chị ở ngoài Hà Nội cho nên nó có hoa đào nên vẽ hoa đào. Có luôn hả? Dạ. Đây cũng là bộ đồ. Trời nhưng mà cái này cái môi của chị. Chứ giờ nó em ưu ái quá. môi chị mới đi bơm môi. Nhìn giống môi cá lau kiếng. Nhìn cái này giống bờ môi cá lau kiếng không, tại vì bà con cô bác nhiều không mà cái đó, để coi thêm nó có cái bức hình cho cô chú anh chị coi cái bức hình gốc với cái bức hình đấy thì mọi người mới coi mà giống nha. Nói chung là vẽ cũng giống lắm á. Không biết bên này có hình đâu thôi. Hình như bên này chưa chuyển file hình qua đó. Không có. À đây, có một bức để cô chú anh chị. Đấy. Đấy cái bờ môi của em đây. Thận vẽ thành hơi bị thiếu môi dưới tí. Môi trên thì hơi dư.
thiếu môi dưới tí, tại vì thiếu môi dưới nên thành ra nhìn nó giống cá lóc kiếng. Trời, cảm ơn Thạnh nha, bữa là cũng có chụp khoe cho em rồi nhưng mà em chưa có cơ hội đi qua để coi, để lấy cái bức tranh này bữa nay, nên là hẹn mãi hẹn tới hẹn lui bữa nay mới có thời gian rảnh để đi qua đây. Đấy, hai bức luôn nha mọi người. Hả, hai bức luôn. Bức này có màu, sao bức này không có cho, không cho màu? Thì chị thích loại nào thì em vẽ hai loại thôi. Để xa ra thấy chị không? À, thấy hết người chị không? Hả, là cái bức này là thích, à ý là em muốn cho là một là không màu, hai là có màu đúng không? Ừ, bữa đây em gửi đâu gần 4-5 bức lận. Nhưng mà Thạnh chọn ra hai bức này, sao chọn ra hai bức này vẽ vậy? Cái lấy dầu em mới tới đó à? À, lấy dầu em mới tới đó thôi hả? Bức kia là có, là nó có cả phong cảnh, phong cảnh có cả phong cảnh với là người nữa nên là chắc nó hơi khó vẽ mà con có bác. Chưa cha, bữa nay xem nào, tình hình nhà cửa sao rồi? Bữa nay ăn uống sao chị, không thấy cái bếp đâu nữa vậy? Em có gần, em tính vũ chị nướng nè. Vũ chị nướng gì? Này em có cái này nè. Có cái gì? Ồ, bữa nay làm caramel. Nãy vũ chú Cường quay cho mọi người coi coi. Nãy vũ chú Cường vừa mà chú bận nè. À, làm đồ nướng nữa hả? Giờ mình chỉ cần mua thịt thôi. À, ghê ta. Bữa nay đầu tư cái đó, bây giờ vậy là có món mới cho ăn thịt nướng hả? Hôm nay chị quay cho tội nghiệp với nó quay không? Cô chú anh chị chóng mặt đấy. Nhưng mà bữa nay mà Thạnh nhìn mập mạp lên nha mọi người. Nhưng mà sao nhìn có vẻ lờ đờ vậy? Hay mới ấy uống thuốc xong à? Không có, tại em vậy á. Người nó thoải mái á, mình vui á. Bài tại chú Cường vừa mới thời phát lương cho em á. À, chú mới phát lương hả? Đi ăn, có lương, đi ăn. Trời ơi, chị Ngân đến lúc luôn. Thạnh cũng được trải nghiệm cái ngày mà ngày nhận lương hả? Cảm giác ngày nhận lương. Chị Ngân đến lúc luôn á. Vậy là chị có lộc ăn, đi đâu chị cũng có lộc ăn hết trơn. Đâu bữa nay xem tủ lạnh có gì nào. Trên này rồi, nước uống mà để trên này nó đông đá hết trơn rồi. Có nước gì không? Chú cha ơi, không có cái gì trống trơn, trống vơ, trống quắc. Toàn là nước thôi mọi người. Sao không mua gì bỏ vô? Tại em ăn đâu cũng hết đâu. À, mua ở đâu ăn đấy hả? Dạ. Đâu bữa kêu chị cái giường bị sập đâu? Này đổi giường này à. Đổi giường hả? Để mà à, giường này ở đâu ra? Giường cho chú bán giày chai giúp cho. À, vậy hả? Nằm được không vậy? Thầy cũng ổn ổn. Nhưng mình đừng có cứ nghĩ là được. Đúng vậy. Chỉ nằm bình thường thôi. À. Đây. Nhà mùa buổi trưa thì nó hơi nóng mọi người. Bữa hôm qua kêu mới đi bệnh viện mà đến hồi đi không biết làm sao, phải quay ngược về hả? Quay ngược lại chứ. À, hồi qua thì cấp cứu hồi qua. Cấp cứu luôn hả? Vậy là sao, kể lại chị nghe hôm qua Thạnh. Là cũng như là bình thường thì 2 giờ sáng em hay phim đi thì 8 sáng về nhà. Ừ. Nhưng mà em về tới nhà xong vậy em thấy người mình nó y chang cái lúc mày mới đi vậy đó. Em lại phóng lên chảnh. Ờ. Mà xui cái là lúc đó trong túi còn cái 5.000. Ừ. Mình không để ý nữa, mình chỉ cần mình biết lên bệnh viện để mà cấp cứu thôi. Lên bác sĩ năn nỉ thì bác sĩ cho chạy luôn. Là chạy 2 lần, 8 tiếng, 9 tiếng. Tới 6 giờ chiều mới về. Rồi lúc đó thì chị Nhân nhắn em đó, em đâu có nhắn tin được, cái tay đâu bấm một tay được. Ừ. Em gọi chị luôn. Mà không biết cái sao. Nhưng mà bác sĩ nói sao, sao mới truyền xong cái nó lại bị vậy? Chắc tại người nó trong người nó như bằng máu bị gì á, không hiểu nữa. Là chạy lúc đấy về người mệt quá phải chạy ngược lên hả? À, chạy lên. Mà một mình em chạy luôn. À, chạy lên. À, đâu cái vết tay bữa nay chuyển qua tay này nữa sao? Thấy tay này. Bệnh tay này thôi hả? Đâm 40 kim, một ngày 40 kim, trời ơi. Đâu? Đâm ở dưới đó hay ở trên? Đâm đây à. Đây nhìn đau. Đau không gỡ ra luôn được hả? Đó. Mà kim to không được chứ? Thì kim to, kim bự. Đau quá ha. Thầy em sức mạnh mà. Hôm nay. Nhưng mà nhìn ra nhìn mập hơn, lúc nãy chị vô chị nhận còn không ra nữa. Mấy trước đợt trước gầy gầy. Em danh mới vậy đó, Doraemon. Doraemon. Này chú Khương có kêu bữa nay mập hơn không? Dạ có. Nhìn khác hẳn
Thấy mọi người trước phiên bản Thận gầy, bữa nay thận mập rồi, Doraemon hơn rồi. Bữa còn rất chiến tích ác liệt hơn nữa. Bữa nhưng không nhớ kể chị cái chiến tích đi mà máu chảy ròng ròng mà về nhà mới biết đó hả? Đúng rồi, bữa đó nhàn chạy về tới ướt áo luôn. Áo màu trắng mà thành bữa đó là người ta truyền xong mà người ta không có biết, người ta không có ấy kỹ. Thành ra cái vết tiêm đúng không? Cái vết truyền nó bị chảy máu. Mà Thận cũng không biết luôn mọi người, chạy được một quãng đường nó ướt mà nó đẫm cái áo luôn. Cái người đi đường người ta chỉ hả? Người ta hỏi hả? Thì người ta tưởng mình bị tai nạn giao thông á. Người ta hỏi. Hai bên né và giao luôn. Người ta nhường đường luôn á hả? Cũng gần gần ngay chỗ đường Võ Văn Kiệt á. Là chỉ biết cái chỗ ngay chỗ ngã bươn mà quẹo qua đường Võ Văn Kiệt mà về hướng quận 6 á. Có chốt đèn xanh rõ đó. Cái có mấy công an chút ngoài đứng đó. Cái ở dưới ngoài được thấy em rồi. Là chuyện gì tính quắc vô. Thấy bị có biểu hiện tưởng tôi say xỉn. Cái em giơ tay lên cái máu quá trời báo luôn. Nép vô. Đi em. Đi ngã ngùng đi cứ đi. Đừng coi như là không có cảm thấy anh nha. Mình chưa công an hả? Rồi 4 năm chú công an luôn á. Người ta cũng không hỏi hả? Người ta cứ kêu đi rồi thôi, người ta không hỏi thăm gì hết hả? Người ta hỏi mà ý định là tính kim vô để mà kiểm tra đó. Có bị gì không đó. 4-5 người chuẩn bị là móc hàng ra rồi. Cái anh đi tới thấy giơ tay lên cái. Trời ơi, nép vô lại anh em, núp. Thở sống. Đi luôn. Xong về đến nhà mới phát hiện đó, lúc đấy vẫn chưa phát hiện ra luôn. Phát hiện ra rồi. Nhưng mà mình một tay mình bụm, tay mình chạy một tay. Xong rồi chạy về tới ngay chỗ nhà chú Quân vừa tính tắt vô. Để xin cứu trợ, cứu viện. Mà thấy đám ma tang lễ gì đâu. Thôi, em nghĩ nguy hiểm hoặc là phiền quá. Đi về luôn. Bởi đi có mình nhiều khi cũng có những tình huống vậy mà cũng không biết nhờ ai. Hôm đó tính nhờ chú Khương thì nhà chú Khương lại có việc rồi. Trời mưa, nó gặp trời mưa. Hôm sau về ốm luôn mà đúng không? Để xong về cái tắp vô quán phở bò. Làm tô phở bò. Lấy hồi lại. Hồi sức lại liền. Một chai không độ mà em nghĩ chắc nửa chai á. Là uống hết một lúc luôn. Không phải máu. À ý là máu á hả? Mất cả nửa chai. Trời, người thì đã ốm yếu rồi mất hết nửa chai máu. Sợ thiệt luôn mọi người. Mày nhìn quên. Nhìn chị Ngân giống như đám cưới về. Không, chị có đi đám cưới gì đâu. Đây bữa nay có mang theo mấy món đồ cho Thận. Nè. Bữa giờ em bán hàng nó chứ cũng chưa gửi qua cho Thận được, nay tiện mang qua này cho quà cho em nè. Đập hộp coi có, tại vì em cũng không biết cái này của Thận ăn được cái gì, thôi cứ mang đầy đủ qua, ăn được cái gì ăn nha, còn không ăn được thì cái nào nó không tốt cho sức khỏe thì thôi ha nè. Đó, hôm nay có quà đó, đập hộp đi, đập bịch. Nè, bỏ ra đây giờ này cho sáng nè. Cho chị một cái ghế đi. Chị ngồi bên này. Quên. Rồi. Không nhận quà mà có vậy không vui ý ra. Có vui không? Vui thể hiện vui coi xem nào. Đây, chị ngồi đây cho chị thấy. Biết gì không? Giờ cho đoán tên từng sản phẩm đó. Nói chứ bữa giờ em bán Thành cũng hỏi thăm. Đấy, bữa nay mang xuống cho Thành là một đúng kiểu chuyên gia kiểm định nhé. Ăn uống rất có gu nha mọi người, ăn uống rất là có gu, nhận xét rất là ok. Tiêu này thì cũng ổn. Cũng ổn chưa, mới hình thức ổn đúng không? Hình thức cái này là tiêu khô này là nhà mẹ chị tự tận tay rang luôn á. Đây là sản phẩm của chị mà. Đúng. Đang qua hàng sản phẩm này rất là tốt. Rồi, cái này không biết em ăn được không nữa. Đây để bà con cô bác thử lấy xem. Còn cái này cà phê, biết cà phê uống được không ta? Thật sự là chị cũng không chị cũng sợt nhưng mà chị không biết là cuối cùng là có dùng được hay không, biết nó có tốt cho sức khỏe của em không hơn. Chị nghĩ là chắc uống ít thì chắc vẫn được không nhỉ? Thì uống cà phê được mà. Được không? Khuya em đi khuya sáng em uống ghiền cũng ghiền. Cũng ghiền hả? Ngồi quay qua đây nè, ngồi quay ra hướng này nè. Đó, ngồi xuống vô. Đó, cà phê nhưng mà thích uống cà phê đen đúng không? Cà phê đen thì uống đồng nguyên chất này nha. Nguyên chất này là em uống bao phê luôn, uống khỏi ngủ luôn.
ba ngày ba đêm không ngủ. Uống ngủ mà uống nó ngon, còn cà phê uống ba ngày không ba đêm không ngủ là xỉu ngang luôn đó. Còn cái này nè, cái này thì dễ uống hơn, chị thì chị thích uống dòng này hơn tại vì chị không uống được đắng nhiều đó. Nói chung cái này không phải là gì, nhưng mà cà phê thì phải đúng gu, uống phải đúng gu thì người ta sẽ thích hơn đó mà. Nên là thôi, không biết em thích loại nào anh chị em. Còn cái này thì ăn rồi đúng không? Dạ. Cái này biết chưa? Là biết hạt mèo. Cái này chút nữa mang ra nướng nha. Hạt điều này mang ra nướng ăn nó mới ngon. Ủa cái này mình ăn luôn chứ mình. Dạ. Đang chọc không biết dạ, đang chọc trời. Trời, chị tưởng em là cái thằng không định như vậy. Không phải. Lâu lâu biết đâu quên sao, nhưng mà thực ra hạt điều nướng mới ngon, biết đâu thử thêm mang vài hột nướng sơ sơ lên ngon chứ bộ. Đấy, còn cái này biết chưa? Biết. Ăn không chị bóc ra luôn cho. Ăn ra nó mới bóc ra ăn nó mới ngon. Cái này nó rất là. Chị còn chu đáo nha, chị chuẩn bị tận một bộ pha, em không có đúng không? Em đâu có bộ pha cà phê đâu, chị chuẩn bị cho em một cái phin pha cà phê nhỏ luôn nè. Biết pha cà phê chưa? Biết hỏi chút vậy chút pha chị uống thử coi ok không nha. Đấy, cái này là một cái bộ của ở nhà chị tự pha đó, chị mang thêm cho em đó, chứ không có thì không có cà phê cũng như không biết pha vào đâu. Bây giờ thích ăn hạt điều hay thích ăn maca? Cái này hả? Xem maca hơn hả? Trước nhớ lần đầu ăn cái này thấy lạ nè, xong cứ tấm tắc hoài. Wow, biết mỡ luôn nha bà con cô bác. Đâu mỡ sao? Cái này giống mỡ lòng biêu quá. Ủa, ăn rất là chuyên nghiệp rồi. Ăn lần thứ hai rồi đúng không? Ăn lần thứ hai rồi nên có kinh nghiệm rồi. Hạt gì nào? Hạt maca. Yes, chính xác. Kiếm cái tóc của nó nữa. Nó nằm ở dưới rồi, thêm ăn mấy cái hạt nó tắt sẵn đây này, nó rớt rồi này. Mà nó rất là béo. Béo, giòn, không phải, thực ra không phải là cái vị béo mà nó là cái vị bùi, chính xác là nó là bùi nhá. Bùi thơm mùi dừa. Có mùi dừa. Đâu, nói cho cô chú chị coi hương vị nó sao. Ăn này nó thì ok. Nó không ngọt mà nó, nói chung là như mình nhan dừa đó. Mà giòn. Củ dừa hả? Đấy không? Ví dụ cái dừa á. À. Rất là giòn ha. Bùi. Ăn này tốt sức khỏe lắm á. Em biết tên của nó là gì không? Nó được biệt danh là gì không? Là hoàng hậu của các loại hạt. Ý là về độ hàm lượng chất dinh dưỡng của nó. Hạt này nó, nói chung là nguồn gốc của nó không phải ở cây, nó không phải ở Việt Nam đâu, nó ở bên nước ngoài á. Nhưng mà cái hạt này rất là tốt, người ta nhập cái giống cây này về người ta trồng, và nó chỉ có hợp cái khí hậu ở trên Tây Nguyên của chị thôi, nên là giờ nó trở thành một trong những cái đặc sản mà chỉ có ở Tây Nguyên mới trồng được. Ngon không? Thì mọi người hãy mua ủng hộ bà chị của tôi. Đấy, phải review chân thật, cô không cần khen xạo làm gì, ăn sao cảm nhận vậy để bà con cô bác tin. Chị bán hàng cũng vậy. Mình bán hàng là phải hàng thật. Hàng thật, người thật, việc thật. Ngon. Châm ngôn là vậy. Em thấy là ổn. Nói chung là cái này thì mọi người mua ở đâu chẳng được. Em giờ em lên mạng gõ rất là nhiều. Rất nhiều nơi bán hàng maca. Nhưng mà mọi quý khán giả, mọi người yêu thương, mọi người tin tưởng, mọi người ủng hộ, chứ thực ra tất cả những mặt hàng này mọi người đều có thể mua ở những chỗ khác. Nên là mình bán rồi đúng không? Mình bán hàng, mình bán niềm tin vậy á. Nên không được để mọi người thất vọng. Lấy gì vậy? Đi lấy nước. Nè, em có bị đau dạ dày không? Không. Không hả? Tưởng bình thường nếu mà cái chị có một cái này nữa biết là gì không? Em coi trên tên coi có tên không? Không, chị chưa làm được tem, mới có logo à. Nhưng mà biết nó là cái gì không? Bột nghệ với mật ong.
Hay chưa? Xuất sắc. Nói cái lần đấy, combo 1.000 mình ông. Đấy. Rồi, chuyên chị đau dạ dày. Nhưng mà bị đường. Trời ơi, đến thằng cũng biết ha. Cái nhưng mà cái phương pháp này có lẽ rất là nhiều người sử dụng rồi, nên là nó cũng rất là phổ biến, hầu như ai cũng biết hết trơn á. Mật ong với tinh bột nghệ, ngoài làm đẹp ra thì chữa cái bệnh đó rất là tốt luôn á. Bữa giờ thấy chị đẹp lên không? Sao mày suy nghĩ? Hỏi đẹp không thì nhìn cái có câu trả lời, sao mày suy nghĩ trời? Trời ơi, để em nhìn em quan sát rồi chứ. Ok, nhìn đi. Da nắng chị có da nắng hơi nhiều nên tóc chị bị cháy vàng. Không phải là chị nhuộm. Rồi nhuộm. Ừ. Thì nói chung là thấy chị giàu lên chút. Đi giàu lên hả? Bán hàng tăng giàu lên không có đâu. Không phải đâu. Bữa nay cái đẹp hơn là nhờ uống uống mật ong với tinh bột nghệ á. Con gái uống uống lâu uống sử dụng hai cái này rất là đẹp da, đẹp dáng. Không, nhưng mà ổn, ok. Cái bột nghệ này với mật ong là không. Cái này á, nếu mà em không uống chung mật ong em có thể dùng trong nấu ăn, nấu nướng, làm màu. Nói chung là nó có rất là nhiều tác dụng, đặc biệt là phụ nữ sau sinh nữa, nhưng cái đó thì chắc em không biết. Nhưng mà cái này mang tặng mẹ này, mật ong với bột nghệ này mang tặng cho mẹ để mẹ dùng đó, nhà dùng. Nếu mà em mật ong em dùng được thì em để em dùng, còn bột nghệ này ví dụ em không dùng thì em mang tặng cho mẹ ha. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi. Ăn được không? Được. Cái này nó dư ăn cũng phải có liều lượng nha bà con cô bác. Mình ăn một ngày 5 đến 7 hột thôi. Đừng có vui ăn nhiều quá. Cái gì quá nó cũng không tốt. Vừa phải, hợp lý. Thận lâu lâu Thận mới nhận lương. Bữa nay Thận hào hứng quá. Thận muốn mời em đi ăn lẩu mọi người. Đấy, mình ăn lẩu gì? Thì có cái quán lẩu bò này. Mà không mấy bây giờ mình đi ăn lẩu ở chỗ Len Mắt đi. Cái gì? Ăn Len Mắt 81 á. Biết không? Biết tòa nhà Len Mắt không? Em chỉ biết tòa nhà có máy bay đậu ở chảy nè. Ừ à. Không, cái tòa nhà Len Mắt nó còn cao hơn cái tòa nhà đó nữa. Len Mắt thì em chưa thay đồ. Hai chị em ăn là hồi đi ra là có nhiều đồ là để lại hết á. Ăn ở đó có tô phở có chịu mấy à? Mình chia tay đi. Chia tay à? Nói chọc vậy thôi. Chứ ăn ở đấy là sẽ mình phải còn phấn đấu lâu lâu nữa. Phấn đấu dài dài nữa mình mới có gọi là đủ chi phí ăn ở đấy. Mà sao chị cứ thích những nơi mà sang trọng như vậy? Không phải thích những nơi đó, chị cũng đã tới những nơi đó đâu. Nhưng mà mình cũng phải có ao ước một lần mình được thử chứ. Và được trải nghiệm chứ. Chị đúng là không? Một cô gái tham vọng, có tham vọng rất lớn. Có tham vọng à? À đúng rồi, em mới vừa được một cao nhân chỉ câu bói. Quên, ủa ai chỉ? À, cái chú bên Mỹ chỉ em câu bói. À, rồi coi được không? Được. Biết coi sao? Thôi cái này để chút nữa đi. Cái này để chút nữa đi, bây giờ... Chị cái xe tay câu bói cho. Tay nào? Bây giờ hỏi tay nào nữa? Nam tả nữ hữu. Đây, tay phải. Đúng không? Số chị là... Mẹ chưa nhìn mày đã phán rồi. Từ từ đi em. Chưa nhìn mà đã phán như thật rồi bà con. Cái này là không gái thì trai này, không hai thì một này. Trời ơi, số chị có ba là đàn ông, má là đàn bà. Để nghe là biết chị mùi lấy chồng luôn là sinh con không gái thì trai đó. Thì chứ em nghe màu là em biết rồi. Thôi khùng quá, đi vô sửa soạn đi rồi đi ăn lẩu ha. Đi. Mang chân ra tặng chị luôn nha. Thì cái lẩu bò đó. Đây hai bước này luôn đúng không? Đây, đâu ngồi xuống cái nào. Đấy, đây này như là tặng luôn. Đây để bước này màu hơn để lên trên cho nó nổi bật này. Đó. Nhìn cái chữ này á ra là chị biết rồi đó. Em vẽ bức tranh là phải nghe bản nhạc. Ừ. Bài này hả? Bài này luôn hả? Thì em nghe cái bài của Khánh Phương nè. Yêu ai để quên đi em, để quên đi được em. À. Chị chưa nghe bài này. Để về nghe thử. Thì thấy cái mặt chị nó hợp với giống thất tình á. Mặt người ta chiêu vậy mà kêu mình mới thất tình. Giống bị nghiêu bỏ á. Em vẽ đau lòng. Rồi cảm ơn Hạnh rất là nhiều nha. Đây cái này em sẽ mang về em cất ở nhà. Đấy được hai bức luôn cô chú chị. Bức này thì ấn tượng này. Tính ra em ấn tượng bức này hơn. Tại vì cái miệng như cá lồng kiếng vậy.
Thôi rồi, cảm ơn thật nha. Bây giờ mình đi ăn thôi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn quý khán giả. Bây giờ thì hai chị em đi ăn nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào nhìn khán giả.